À, dạ em Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em á. Hiện tại nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng đã tới đây ha cô chú anh chị. Đây cầm cho đàng hoàng hai để nó rung cái cô chú anh chị đây. Không thấy bốn đứa không sợ luôn. Vậy. Chào anh nha anh. Anh cũng đã tới. Đây, thử một gì luôn nha bà con, trở lại nha bà con. Hương vợ dẫn con Linh cho ngoại qua đường. Dẫn người đẹp. Người đẹp Tây Đô. Rồi. Người đẹp Tây Đô. À, anh Long anh cũng tới ha cô chú anh chị ha. À, khán giả cũng bù vô ha. Dạ. Đâu có. Con nói là khán giả. Em thấy hơn à. Đây. 21 tuổi. 22 tuổi, 22 tuổi. Lên cái video chéo ở trên kìa. Giờ số là bà con thành phố Tây Ninh 29 gạch vô 29 29 ba gì ra. À, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng đang có mặt tại 39. Đây là con không biết sao mà cho hai số nha. Còn lô tô ở Tây Ninh hết cô chú anh chị. Dạ 29. Giờ số tiếp. Năm gì ra? Năm gì ra? Năm gì ra mối tình hữu duyên. 50 nguyên. Con năm chậu đại không? Dạ. 29 gạch đi cưng 29. 39. 50. Với ba con. Mà con không biết sao để đồng chí đại cho con nghe. 39 dạ 50 và con dò số tiếp. Dò số tiếp. Bốn gì ra một túp liều sinh. 49 đọc lại nha bà con. 50 49 39 29 dò tiếp. Bốn gì ra mối tình hữu duyên 40 nguyên đúng không? Đây con 40 con 40 hai gì ra đất phương Nam 28 năm gì ra sơ nữ và ca 53 ai đợi hàng 10 10 gì ra tiếng đạo ta lưu con 14 cái máy này tới mười mấy triệu con 14 con 14
bời đi ra, bời đi ra. Chúc anh đài là gái giả trai, con 12, con 12, con 12. Năm gì ra, năm gì ra, hẹn lại đêm mai. 52 là vé cờ mai. Quý vị cùng bạn xem nghe với chương trình số 52. Ổn định cho ngồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau giao lưu nha. Ai mặc thử một chiều dòng này mới. Cát luôn mà. Dưới. Đúng rồi, chắc hát có một điểm thôi à. Thì có hát có một điểm mà. Có 2, 2, 19, có 3. Khán giả rất là đông luôn. Đây là chú Bạch Nhật Hòa. Cái hiệu luôn em. Thì đêm nay ban tổ chức tặng giả hai giải nha, giải gì và con nhận được phong bì 5 triệu, còn giải đặc biệt đêm nay có giải gương chiếc xe Vespa và làm quà lưu niệm quý vị tích lũy phiếu vào nha. Rồi dòng lại này ký hiệu 107 và con tham gia dự như ai anh nhé chưa, rồi bán hết dòng này lên kêu số. Rồi dòng lại là phần thưởng 1 triệu, ký hiệu 107 quý vị. Rồi tham gia dự cho bà con, số lượng vé của con hết hết rồi, con tranh thủ đầu tư vé vào nha. Đêm nay hai vị khán giả may mắn nhận hai phần thưởng, giải gì 5 triệu, giải đặc biệt 1 chiếc xe van pha chính hãng. Vào đêm ngày mai đêm thứ 7 chúng ta sẽ mở thưởng và tổng phí 2 chiếc xe một lượt quý vị ngày mai nha. Mở thưởng 2 giải, mỗi giải 1 chiếc xe van pha chính hãng luôn bà con. Rồi dòng lại này 107, phần thưởng 1 triệu. Rồi nhanh tay lẹ chân luôn em ơi. Rồi dán cuối tay dán gửi nhiều hoa để tham gia tham dự. Đã xông sắm lên nhân viên gạo bút phục vụ con cần lá bé tình thương mến hơn. Ủa, dùng tới không? Đã để con tới mà nó không rõ. Hai giải đặc biệt cuối giờ hoàn toàn miễn phí cho bà con. 36. Rồi xông sắm lên em ơi. Thành hả chị á? Thì cô bây giờ đã ở một phòng cao tổng như ngày xưa nữa. Từ dạo đó tới giờ cô thân hình cô luôn mà. Giờ số nha bà con. Phải, mê trai. Giờ số nha bà con. Và 1 triệu.